Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Nghề May Kết Hợp của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chiếc túi hình trái táo có hai cái bông hoa, các bạn thấy không? Nhìn rất đẹp luôn. Đây các bạn thấy này, cái căn giữa của nó các bạn mở ra một cái này, đó thấy không? Ngăn rất rộng rãi luôn, nhìn rất xịn sò luôn. Ở giữa này, nó có một cái ngăn này, các bạn để cà vạt xe này hay là các bạn để tiền, để giấy tờ này, thoải mái nhá. Đó, kéo vào đúng không? Các bạn thấy đẹp chưa? Đây mặt trước này. Bạn thấy mặt trước đẹp chưa? Đây là mặt sau nhá. Đó, đóng nút, có nút ở trên. Trên này có cái đê để các bạn móc quai này. Ở dưới đáy này có bốn nút, các bạn thấy không? Đó, rất rộng luôn. Giờ mình kéo dây kéo vào, mình móc quai vào cho các bạn xem. Đó, đây các bạn móc quai vào. Các bạn thấy đẹp chưa? Nhìn xịn sò chưa? Đó. Bây giờ các bạn cùng làm thêm mình nhá. Đây các bạn nhá. Đầu tiên là các bạn muốn làm cái túi nó đẹp ấy, các bạn phải làm cái biếng bìa này này. Đó, các bạn cắt biếng bìa là nó đẹp đi. Sau đó các bạn sẽ cắt vải cùng khoanh, nó dễ lắm. Thì cái này kích thước trên đầu là các bạn đo cho mình trên này này. Đây. Là đi 17,5 cm. Đó. Và bên dưới này ấy, các bạn đo mãi bên dưới đấy luôn này, để tí các bạn có thể bo rồi các bạn gọt nó đi. 11 cm, đoạn dưới 11 cm. Đó, và cái chiều này, cái chiều này 14 cm các bạn nhé. Đó, bên này cũng 14 cm, nó hai bên đều nhau. Đó, còn cái giữa này ấy, đúng giữa tim luôn, các bạn đo mình từ giữa tim xuống đây là đi 13,5 cm. Đó, các bạn sẽ tạo được một đường lượn như này, kích thước các bạn tạo đường lượn này. Sau đó các bạn cắt ra cho mình là đi hai miếng dày và hai miếng bìa mỏng mỏng chút đây các bạn em. Đó, các bạn cắt thành 4 miếng này, 2 miếng dày, 2 miếng mỏng. Xong miếng bìa này, xong miếng bìa này rồi ấy, thì các bạn sẽ chuyển qua là các bạn cắt miếng vải này. Đây mình làm bằng vải zin nhé các bạn nhé. Đó, vải zin. Thì lúc các bạn cắt ấy, các bạn chỉ cần chừa này. Đây như cái thân này. Đây, các bạn chừa cho mình cùng khoanh miếng vải này. Các bạn chừa 1 cm cùng khoanh đều hết rồi. 1 cm, các bạn chừa hết 1 cm cùng khoanh đều. Các bạn cắt 2 miếng như này. Đó, 2 miếng vải chính. Và các bạn cắt tiếp hai miếng lót bên trong, hai miếng là lót là bên trong cái bị dán vào miếng bìa ấy. Thì cái lót này ấy, thì các bạn có lót nào các bạn làm nó đấy nhá, mình thấy lót này đẹp đẹp mình làm cái lót này cho nó đẹp nhé các bạn nhé. Đó, thì các bạn làm nhau hết rồi đúng không, làm nhau hết nhá. Đó, hai miếng chính và hai miếng lót, và xong cái quả này nhá, thì đây bộ thân của nó đây, bìa nó đây. Đó, và các bạn làm 20 mút nữa này, cái mút này mút xốp nhé các bạn nhé, mút xốp. Thì tí nữa các bạn dán vào cái này này, các bạn dán ở đây, dán nào thì các bạn gọt đi, gọt khoanh đi. Đó, các bạn cắt hai miếng là xong cái thân này. Còn đây là cái bộ lẹp nhé các bạn nhé, cái bộ lẹp này ấy, các bạn chỉ cần cắt cái miếng lót bên trong này. Đó, các bạn cắt cái lót bên trong theo kích thước chuẩn bị mình đo ra cho các bạn này, sau đó các bạn sẽ cắt cái miếng ở bên ngoài đây. Cái này các bạn cắt cho mình là đi chiều này là 4 cm, bên này cũng vậy thôi, 4 cm. Đó, cái này nó dài là đi 50 cm. Đó, 50 cm nhá. Một miếng to như này và một miếng nhỏ như này. Cái này các bạn cắt cho mình ấy, là đi 2 cm. Bên này cũng 2 cm nhá. Đó, và cái chiều dài này này, các bạn cắt cho mình cũng 50 cm, nó bằng. Đây, hai miếng bằng nhau này. Đó, hai miếng bằng nhau. Hai miếng bằng nhau nhá. Sau đó các bạn sẽ cắt cái miếng vải này. Đây miếng vải đây. Cái này các bạn tí nó dán cái miếng to vào đây. Đó, miếng to các bạn dán lên, các bạn chia đều ra. Các bạn chỉ cần cắt là sao nó rôi ra thôi. Bên này 1 cm này. Đó, đây cũng 1 cm này, đều ra. Đó, bên này cũng vậy. Đó, các bạn cũng chia. Đấy, các bạn cứ chia 1 cm như này. Đó, là tí các bạn dán vào rồi là thành được một cái lẹp to này, đúng không? Sau đó các bạn cắt cái lẹp nhỏ này thì cũng dễ thôi, các bạn cứ lấy cái miếng bên trong chuẩn này này, các bạn đặt vào. Rồi các bạn cũng chia cho mình là đi 1 cm bên này, 1 cm, bên này cũng 1 cm. Đó. Và bên này cũng vậy thôi, đúng không? Nó 1 cm, bên này cũng vậy. 1 cm, các bạn cắt miếng mốc này, miếng nó bên trong bằng luôn, nó dài bằng miếng vải này luôn. Nó xê dịch chút không đáng kể, tí mình đo. Đó. Là tí nữa các bạn dán vào đây thôi. Đó, là xong hai cái miếng này. Đấy, còn miếng lót ấy bên trong này này. Miếng lót bên trong này, đây miếng là miếng nhỏ thì lót thì các bạn cắt. Đây, bằng cái lẹp này luôn. Này. Đó. Đó, cái to cũng vậy. Cái to là các bạn cắt làm luôn này. Đó. Đó là các bạn tạo được, đúng không? Xong. Các bạn nhá. Còn đây ấy, là miếng lót đáy.
cái miếng lót đáy này ấy, thì các bạn cắt cho mình là đi cái chiều này là đi 9,5 cm, cái chiều này các bạn cắt cho mình là đi 7,5 cm đó. Sau đó các bạn cứ chia đều cho mình, chia đều cùng khoanh này là 1 cm, các bạn cứ chia đều đây không, chia đều cùng khoanh 1 cm đó, các bạn cứ chia đều này 1 cm đó, các bạn cắt cho mình một miếng vải chính và một miếng lót này nó bằng nhau đó. Và đây là cái miếng lót để tí cho nó cái đáy nó phồng đẹp lên các bạn nhé. Xong thì còn đây là cái quai các bạn này, cái quai này mình làm hai miếng bằng miếng bìa các bạn nhé, hai miếng bìa. Thì cái này nó dễ lắm, các bạn chỉ cần đo cho mình cái chiều đây, cái chiều này, chiều dài này trước đi, cái chiều dài này các bạn đo cho mình là đi 25 cm, sau đó cái chiều giữa này này từ đây thì các bạn đo mình là đi 2 cm đó, 2 cm nhá, từ đây đến đây cũng hai bên này cũng 2 cm này đó, 2 cm. Sau đó các bạn vót cái đầu này, có nghĩa là các bạn vẽ 2 cm từ cái khúc này xuống, các bạn chừa cho mình khoảng 5 cm lên đây này. Đây khoảng 5 cm đó, từ cái chỗ khúc 5 cm này các bạn vót nhỏ nhỏ chút, nó gọi là các bạn đưa cho nó nhỏ 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 xuống chút đó, là thành tạo được hai cái quai. Thì các bạn ấp vào là các bạn xách đúng không đó. Và đây cái miếng vải của nó, cái miếng vải của nó thì các bạn đã làm cái này xong rồi ấy, thì các bạn ấp vào đây này đó, các bạn cắt đại cho mình, các bạn chừa 1 cm khoanh này. Này các bạn cứ chừa 1 cm, đây có bên này cũng 1 cm đúng không, đây cũng vậy 1 cm, các bạn cứ chừa cho mình cùng khoanh đó 1 cm vậy đấy, là hai miếng đúng không đó, hai miếng như này là xong. Còn đây là cái miếng này ấy, là cái miếng lót các bạn nhé, mình đang làm cái này miếng lót này, nó lót hoa hết rất đẹp luôn. Thì cái miếng bìa này ấy, là các bạn đo cái kích thước nó nghĩa là cho mình, bìa này thì các bạn chỉ cần đo cái kích thước cho nó, cho mình là đi đây, cái chiều này là đi 8,5 cm, bên này cũng 8,5 cm, còn cái chiều trên này các bạn đo mình 16 cm, và cái chiều dưới này các bạn đo mình là đi 13,5 cm. Sau đó các bạn cắt lấy hai miếng như này xong, xong rồi đó các bạn sẽ tính cái miếng này lót này, các bạn chừa ra đấy, thì các bạn ấp đây các bạn dán này đó, các bạn dán này này, thì cái miếng lót này ấy, các bạn cắt cho mình là đi cái chiều, chiều là trước đi, cái chiều là đi 18,5 cm đó, và cái đoạn giữa này, này các bạn cắt cho mình là đi 16,5 cm đó, và cái đoạn này các bạn cắt cho mình 13,5 cm đó. Các bạn cắt hai miếng như này để thì các bạn dán cái miếng này vào tạo được cái ngăn giữa nhé. Các bạn này thì kéo rồi đó. Còn đây là hai miếng này là cái cánh gà của hai bên túi các bạn nhé, cái gà bên đấy. Thì cái này các bạn đo mình là đi chiều này là đi 14 cm, bên này cũng 14 cm, và cái chiều này 18 cm, bên này cũng 18 cm đó. Thì các bạn cắt hai miếng này, một này hai đó, hai miếng. Còn đây là cái chặn các bạn nhé, cái chặn này thì các bạn cứ cắt đại thôi, tí các bạn chặn vào cái đầu kéo này thì các bạn chặn được lên đó, vậy đó. Còn cái dây kéo này ấy, các bạn đo mình là đi 14,5 cm, dây kéo số 3 nhé. Còn đây là cái dây có miệng này các bạn cắt cho mình là đi, nó dài là đi 50 cm đó, nó bằng cái lạp miệng luôn đấy. Dây kéo số 5 nhé. Còn đây là các bạn nhé, đây là các bạn chuẩn bị hai cái đầu kéo này đó, và hai cái đê và cái bông hoa nhé các bạn nhé. Bông hoa này là mình tự tạo hai bông hoa rồi, tí nữa mình đóng cái nút này này đó, là nó sẽ có cái nhị trên này các bạn nhé, đó nó có cái nhị đẹp đẹp này này, bạn thấy không, bên này có cái này đó. Cái này các bạn tạo bông hoa hay là các bạn tạo cái gì tùy các bạn nhé đó, các bạn thích tạo cái gì cũng được không sao cả. Đấy, bây giờ bắt đầu mình dán xong rồi đấy, là bắt đầu mình may các bạn nhá. Đây các bạn nhá, lúc các bạn dán các bạn có thể dán bằng keo con chó là được này, keo con chó này hoặc cái keo đây, cái keo 338 này, các bạn cho cái bình như này như mình đó, cái bình này để các bạn quét cho nó dễ nhá đó. Còn các bạn có thể xài bằng keo sữa, người ta gọi là keo sữa, có nghĩa mình gọi là keo mủ. Cái này loại này là của mủ của cây cao su nhé các bạn nhé. Các bạn dán được, cái vải riêng các bạn dán bằng cái keo là được không sao cả. Đó. Thì lúc các bạn dán các bạn cần cái mút này để các bạn quét. Thì bây giờ mình sẽ dán bằng keo này nhé các bạn nhé.
Bây giờ các bạn dán vào nhé. Mình cứ dán từng thứ một. Cái giày này các bạn dán lót nhé. Các bạn sẽ dán lót. Các bạn dán vào cái có cái miếng lót này, các bạn thích các bạn có thể dán vào nhá, các bạn dán vào được đó, đúng không? Mình làm dư này ra ấy, để các bạn lót của các bạn có thể dán vào đó, hoặc các bạn có thể gọt nó đi không sao hết á, tí nó nằm bên trong các bạn may vào được. Giờ những miếng này các bạn quét keo để các bạn dán xuống đầu này. Bây giờ các bạn dán hết những cái này vào này. Còn 5-6 ly.